cửa hàng đội đèn xe máy Son Anh. Xin chào quý vị, mình vừa làm xong chiếc xe Winner V1 ở vị khách ở Đồng Nai đến shop mình làm nha các bạn nha. Đây là quả billet X-Line V20 phiên bản giá tầm trung bình, độ sáng, cót rộng, đường trải dài. Thì mình cũng đã thử rất là nhiều sản phẩm này cho một cái đường rất là tối ha. Các bạn nào mà đã chưa xem được về độ sáng trực tiếp thì các bạn cứ inbox cửa hàng mình ha, để mình gửi video cho quý vị xem. Địa chỉ là 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại là 0346669686 nha. Số điện thoại lên đây mình có kết nối thêm Zalo, các bạn nào mà có nhu cầu tìm hiểu thêm thì inbox Zalo, mình sẽ tư vấn cho các bạn làm đúng chiếc xe mà các bạn đang cần làm nha. Đó. Rất là ngầu luôn các bạn ơi. Rồi anh bắt xin 3 ngày giùm em luôn. Đó, bắt nữa, nhanh lên anh, nhanh lên luôn. Đã thay công tắc SH luôn các bạn nha. Và ở dưới lỗ kèn thì đã thay một cây trợ sáng L4. Quá ngầu luôn ha. Quả bi này thì các bạn nào đã sử dụng qua thì cũng đã biết là độ sáng của nó cực kỳ khủng ha. Pha rất là ok luôn các bạn. Bạn nào mà dính tịch diện pha thì chắc về ngủ luôn chứ. Nên rất là chói. Rồi ok, mở cốt anh ơi. Cốt không gây chói mắt người đi ngược lại. Đó. Đó là sự tuyệt vời của bi LED. Độ sáng cực kỳ cho ga khủng luôn. Bi này là 55W nha các bạn nhé. Đó, pha đây, pha đen. Đó, pha đây bạn, pha rất là chói ha, rồi tắt pha. Tắt pha đen. Rồi ok. Tuyệt vời ha các bạn, rồi tắt code luôn anh. Thì các bạn nào làm xin liên hệ shop mình nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay về độ sáng cho quý vị xem thực tế nè, không chỉnh ánh sáng nè. Code. Đó, code đó quý vị. Cái này là mình hạ chống xuống thì nè, sẽ cao lên nha quý vị. Bắt xin. Đó, bắt xin này mà ghê không? Bắt xin ban ngày, tắt đèn bắt xin ban ngày. Rồi ok, anh hạ chống xuống giùm em luôn. Rồi để hộp xuống nè, để hộp xuống. Rồi. Hạ chống xuống cho nó nhỏng cái đầu lên nè các bạn. Đó. Mình canh cái là vừa nha. Chỉnh cao thấp tỉ mình nó, các bạn thấy vừa đó coi ha. Khi xe đã hạ chống xuống. Quay qua quay lại luôn, quay cổ qua. Đó. Rồi ok, đường tiêu cực hình chữ Z rất là nét. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều ạ. À.